Chia sẻ với các bạn, đây là một cái cục gạch rất là thú vị với cái mức giá vào khoảng 600 ngàn thôi, nhưng mà các bạn có được 4G nè, và các bạn có thể lướt được file cũng như là truy cập trình duyệt web để các bạn có thể đọc báo mà mình đã chia sẻ ở trong video trước rồi. Đặc biệt là mình nhận được rất nhiều các bạn quan tâm khi mình quay một video hướng dẫn để vào file cũng như là vào trình duyệt web. Và giờ đây chúng ta sẽ cùng theo dõi chi tiết nhé. Trên tay mình đây là cái chiếc Nokia 105 4G Pro mới ra mắt gần đây. Và bây giờ đây nếu các bạn muốn kết nối với mạng cũng như là lướt file, đầu tiên là các bạn phải cần gắn SIM vào. Thì đây mình có chiếc SIM 4G thì các bạn dùng nhà mạng nào cũng được. Và sau khi gắn SIM vào thì chúng ta sẽ bỏ pin. Thì cái chiếc máy này hỗ trợ đến hai SIM lận, các bạn có thể sử dụng hai SIM cùng lúc. Còn ở đây thì mình sẽ gắn một SIM thôi. Sau khi mà các bạn chờ máy khởi động lên thì chúng ta sẽ thấy cột sóng nè. Như đây là mình sử dụng SIM của Viettel là cột sóng đã lên rồi. Và nó hiện trên cột sóng này luôn, các bạn thấy là nó hiện băng tần luôn là 4G. Ở đây thì sẽ không có ứng dụng riêng mà nó sẽ dùng cái trình duyệt web, đó là Opera Mini. Đây, cái trình duyệt web Opera Mini. Thì các bạn sẽ vào đây. Bây giờ đây thì mình sẽ truy cập web trước nè. Ở đây thì các bạn muốn truy cập một cái trang web nào đó thì các bạn sẽ gõ cái địa chỉ trang web đó vô. Đó, như đây mình sẽ gõ cái trang web báo đi, thì các bạn có thể gõ vào đây thì Google tự động nó sẽ đề xuất cái trang mà bạn muốn tìm. Đó, như đây là cái trang báo mình muốn đọc đây thì mình sẽ bấm vào đây. Đó, thì các bạn lúc này các bạn sẽ chờ cho cái trình duyệt nó sẽ mở cái trang web ra. Tuy nhiên thì đây chỉ là một cái điện thoại cục gạch thôi, với mức giá vào khoảng 600k, cho nên là các bạn thấy là khi mà chúng ta truy cập web nó sẽ không nhanh được như những chiếc smartphone đâu. Các bạn thấy là load khá là lâu. Rồi bây giờ thì mình đọc thôi. Đó, các bạn thấy là cái trang nhỏ xíu vậy nè. Và nó vẫn đang load đây. Giờ đây thì ngồi lướt web trên một cái chiếc điện thoại cục gạch với giá 600k phải nói là rất hoài niệm về ngày xưa. Đó, thì các bạn thấy là bây giờ đây mình vẫn vào cái trang web, vẫn đọc được thông tin nè. Tuy nhiên thì cái màn hình nó rất là nhỏ thôi, cho nên là chữ nó cũng nhỏ. Đó, đây là cái cách mà mình vào trình duyệt web. Rồi bây giờ đây mình thoát ra thôi. Xong, cái phần thứ hai mà các bạn hỏi đó là vào file. Qua file thì đây, các bạn thấy là đây ứng dụng file nè, nhưng mà thực tế thì ứng dụng file hay là trình duyệt web thì nó đều sử dụng Opera Mini hết. Vẫn là vào đây. Rồi bây giờ mở đây, mở đây thì các bạn cũng giống như trên smartphone thôi, thì các bạn nhập số điện thoại hay là email để các bạn đăng nhập file và password. Vậy là sau khi mình đăng nhập password thì bây giờ đây mình đã vào được trang file nè. Đó, thì mình vẫn lướt tường chung mà mình xem được thôi. Tuy nhiên thì giống như mình nói lúc ban đầu thì cái màn hình bé tí thôi, cho nên là mình quay về thời xưa mình vẫn là tập sống chậm lại thôi. Đó, các bạn thấy là mình vẫn lướt thấy được bài post của các bạn bè, rồi hình ảnh, rồi những cái tương tác thả tim aha nó bình thường. Đó, vậy thôi. Thì các bạn cần kết nối thì các bạn gắn SIM vào và SIM của các bạn có kết nối internet. Đây là lần thứ ba mình gắn SIM vào và mình lướt file thì mình thấy là nó cũng nhanh đấy. Đó, nhanh hơn so với cái lần đầu tiên mình test lướt file cũng như lướt mạng nhanh hơn. Tuy nhiên thì các bạn thấy là một cái màn hình nhỏ, một kích thước nhỏ này, thì mình nghĩ đây chỉ là một cái giá trị cộng thêm thôi. Vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn có thể truy cập vào file cũng như là trình duyệt web để đọc báo trên cái cục gạch với cái mức giá vào khoảng 600k. Tuy nhiên thì mình cũng chia sẻ thật lòng luôn, đây chỉ là một cái video mình chia sẻ vui vẻ thôi. Đây mình nghĩ với một cái cục gạch hiện nay thì mình nghĩ là tập trung để các bạn nghe gọi và có băng tần 4G, để sắp tới mà khi 2G không còn thì các bạn có thể sử dụng cái cục gạch này thoải mái, cũng như là các bạn có thể nghe đài radio FM thôi. Còn cái việc mà chúng ta sử dụng một cái cục gạch màn hình nhỏ như thế này mà để vào file hay là lướt web thì nó sẽ rất khó chịu từ cái màn hình nhỏ mà. Đó, cho nên mình chia sẻ để các bạn tham khảo thôi. Cảm ơn các bạn. Và các bạn cảm nhận như thế nào về cái cục gạch này thì các bạn có thể chia sẻ phần bình luận bên dưới nhé.